Giờ tôi mới được hát với tân nghệ sĩ nhân dân ca khúc làn điệu Quân Tử Vô Dịch. Hát xong thì một số nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội sẽ chia tay về Hà Nội, còn lại một số sẽ ở lại sẽ cùng vui chung với cả các vị khách quý và toàn thể quê hương mình. Chú Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn khóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiết nguyện giữa lòng thiết, như tấm gương này sáng mãi mà chờ giữa áo huy hiệp.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hát nuôi phần
mẹ à con, liệu mai sau các con nhớ à chăng. Nhìn về quê mẹ xa xăm xa, chỗ đất mẹ đêm đi nhớ mẹ à ta xưa đi nhớ mẹ à xưa. Vâng, cảm ơn Tuy rất nhiều. Nhà nước Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân thì con về sáng tác mấy câu thơ, con ngâm một câu thơ mừng tỏ hai cụ. Gió lay cành trúc la đà, xuân này mừng hai cụ thọ đà 70. Các con các cháu vui cười mừng chúc cho hai cụ thọ 90 trăm. Một mừng cụ được an nhàn, hai mừng cụ được thọ trường sống lâu, ba mừng khang thịnh bền lâu, bốn mừng nam nữ rể dâu sống tiền, năm mừng xa cảnh bình yên, sáu mừng hai cụ đẹp như tiên lúc tuổi già, bảy mừng tài phúc đề đa, con cháu hiếu thảo tài ba giúp đời. Mừng thọ hai cụ con có mấy lời, chúc cho hai cụ được tài lộc muôn đời cháu con. Dàn lời thơ của con đến đây hết rồi ạ. Ông bà một bài hát sầm giữa dại không gai mà đã phổ theo phong cách nhạc mới ạ. Vâng. Các ơi mở nhạc. Giữa dại không gai chúng anh nghĩ rằng cây thì giữa dại nó không gai. Em chưa có chồng.
muốn bạc hay là muốn tiền, chả tiếc cô mình làm chi, anh mới khuyên em chớ để nó làm gì. Chơi cho gậy quá lòng thèm, chơi cho oan thèm, đi tìm cái cầu chuối xanh, chả có nghe anh trời xuân mát suốt càng ngày. Ôi giời ơi, bà con Đức Thắng nhà mình ơi, đi chơi xuân đời đến củ kiểu củ loan ăn mừng thọ nào. Nữa không ạ? Các ngày sinh nhan treo quân đội lên múa của hoa, trăng vành vành xuống gành re sóng, núi tranh vành hắt bóng treo leo, hiu lũng trầu sốc đổ ngoan
ấy ai đem xuân phù sa mùa nào trước đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là những bài ca cũng đàn câu hát. Ơn bác ngàn không thể phai, con cũng như bao người vào y y y. Tân nghệ sĩ nhân dân ca khúc làn điệu Quân tử vô dịch. Hát xong thì một số nghệ sĩ của nhà hát chèo Quân đội sẽ chia tay về Hà Nội, còn lại một số sẽ ở lại sẽ cùng vui chung với cả các vị khách quý và toàn thể quê hương mình. Chú Long nàng tôi
tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn khóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiết nguyện giữa lòng thiết, như tấm gương này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở Dã Man là nếu mà Thank you.
Thank you.
nhớ mẹ ta dân thì con về sáng tác mấy câu thơ, con ngâm một câu thơ mừng tỏ hai cụ. Gió lay cành trúc la đà, xuân này mừng hai cụ thọ đà 70. Các con các cháu vui cười mừng, chúc cho hai cụ thọ 90 trăm. Một mừng cụ được an nhàn, hai mừng cụ được thọ trường sống lâu, ba mừng khang thịnh bền lâu, bốn mừng nam nữ rể dâu xong tiền, năm mừng xa cảnh bình yên, sáu mừng hai cụ đẹp như tiên lúc tuổi già, bảy mừng tài phúc đề đa, con cháu hiếu thảo tài ba giúp mừng thọ hai cụ, con có mấy lời chúc cho hai cụ được tài lộc muôn đời cháu con. Dạ, lời thơ của con đến đây hết rồi ạ. Ông bà một bài hát sẩm giữa dại không gai mà đã phổ theo phong cách nhạc mới ạ. Vâng. Các ơi mở nhạc. Giữa dại không gai, chúng anh nghĩ rằng cây thì giữa dại nó không gai, ai ngờ thì gai giữa lại dài hơn trông. Em nói dối anh, em chưa có chờ.
muốn bạc hay là muốn tiền, chả tiếc cô mình làm chi, anh mới khuyên em chớ để nó làm gì. Chơi cho gậy quá lòng thèm, chơi cho oan tẻ, đi tìm cái cầu chuối xanh, chả có nghe anh trời xuân mát suốt càng ngày. Ôi trời ơi, bà con Đức Thắng nhà mình ơi, đi chơi xuân đây, đến củ kiểu củ loan ăn mừng thọ nào. Nữa không ạ? Trăng vành vành xuống gành re sóng, núi tranh vành hắt bóng treo leo, hiu lũng trầu sốc đổ ngoằn
đêm 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 đốt đốt soi rừng, sáng nghe tiếng hú thú rừng gọi nhau, đuốc ai sáng tỏ bên non, một màu xuân sắc tốt tươi rực rỡ, soi trên ngàn nắng quả nhiều hoa.
nguyện giữ hiền trì tiên đi trời tổ quốc giữa trong xanh tiên đi Quang Trung nhá, chào cả mình. Hãy subscribe cho
dù bận mài biết bao công việc, bác vẫn dành thời gian về thăm hỏi động viên. Bác mong Thái Bình phấn đấu vươn lên, trở thành tình gương mẫu về mọi mặt. Những tháng năm qua mùa Thái Bình, nhớ lời bác dạy, nguyện cùng nhau chúi sức chung lòng, phấn đấu vươn lên công việc, bước đi theo con đường của đảng quan, để dựng xây quê lúa cùng nước non tươi đẹp mạnh. Thank you.